Hello, xin chào mọi người. Rất là nhiều anh chị em hỏi em là ồ em ơi, sao cứ lúc nào cũng tư vấn là ồ sản phẩm này dùng cho phụ nữ, sản phẩm này dùng cho phụ nữ, tại sao không có sản phẩm dành cho nam giới? Bởi vì sao? Bởi vì nam giới cái nhu cầu làm đẹp thì cũng có thể sử dụng những dòng sản phẩm của nữ, nên tất cả các anh chị em hãy yên tâm nha, nữ xài được là nam cũng có thể xài được. Chúng ta đều có kiểu như là có thể sử dụng như nhau, bởi vì làn da của chúng ta sẽ là thay đổi nếu chúng ta sẽ sử dụng những dòng sản phẩm đó. Hôm nay lại một sản phẩm gọi là dành riêng cho những anh nào hay gọi là hút thuốc mà uống cà phê, và những cái men răng mình quá dày, kiểu như nó vàng là úa rồi, nó cảm thấy là cái miệng của chúng ta bị hôi, thì làm cách nào để cải thiện nó? Ngay ngày hôm nay em đem đến một cái dòng sản phẩm là kem đánh răng, cái tên gọi là Zac. Cái này là hàng của Thái chính hãng nha mọi người. Nhìn thấy bên ngoài của nó sẽ là một cái sản phẩm, đây là một cái kiểu như là một cái điếu thuốc, là nó tượng trưng là cái nào mà trời ví dụ chồng mình hoặc người yêu mình đang hút thuốc quá nhiều mà răng ố vàng, hoặc là khi mà cười ra cái kiểu như hàm răng của chúng ta nó bị ố vàng, hoặc là nó kiểu như nó kiểu như là nó kiểu như cái men răng mình nó quá dày ra, mình cười ra cảm thấy là nó chưa được đẹp hoặc là chưa được thẩm mỹ, thì không cần phải đến nha khoa đâu, hãy đến với Mỹ Phẩm Bách Tuấn để mua cái dòng sản phẩm là kem đánh răng, cái tên gọi là Zac này. Đây là một cái biện pháp hiệu hiệu và rất là tuyệt vời cho những anh chị em nào mà có cái men răng, cũng như là có một cái hàm răng mà chưa trắng kiểu như vàng vàng u uối mất tự nhiên, thì hãy đến với cái dòng sản phẩm này để lấy lại cái sự tự nhiên của mình. Dòng sản phẩm này sẽ làm trắng răng gấp 2,5 lần so với kem đánh răng thông thường, và đặc biệt cái dòng sản phẩm này phù hợp với cho những người hay uống cà phê, hút thuốc, uống trà với cái bộ răng ố vàng và kiểu như là cái mạng bám của chúng ta quá lớn đó, thì cái dòng sản phẩm này sẽ bảo vệ không bị sâu răng và hạn chế được cái sự bào mòn, thủng lỗ men răng, giúp tẩy sạch hoàn toàn các vết ố vàng, mạng bám trên răng, và giúp cho cái việc hút thuốc chúng ta, trên răng của chúng ta khi mà hút thuốc nó không có bị vàng nữa mà nó trở nên là trắng hơn và bóng hơn. Cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ giúp hơi thở của chúng ta được thơm tho sâu khi mà sử dụng cả ngày luôn nha mọi người. Dòng sản phẩm này mọi người hỏi em là sử dụng hương thế nào, nó cũng như là một cái loại sản phẩm kem đánh răng thông thường thôi. Đối với chị em nào mà những anh nào á mà hay hút thuốc nhiều, răng ố vàng nhiều quá, thì mỗi ngày chúng ta sẽ đánh là 2-3 lần đó, thì sử dụng cũng như là những cái dòng sản phẩm kem đánh răng thông thường hết thôi. Chúng ta sẽ lấy cái bóp đánh răng, sau đó mở cái hộp kem đánh răng ra và lấy kem đánh răng đó vặn vừa đủ đó, sau đó chúng ta đánh răng, chải sạch răng và súc miệng lại với nước thật là sạch đó. Đó là cái biện pháp rất là tốt để chúng ta không đến nha khoa, vừa mất thời gian nè, rồi vừa tốn tiền nè đó. Chỉ cần mua cái em này về là cá gia đình ai răng ố vàng đó cho người ta xài, đảm bảo da răng của người nào cũng trắng, và đặc biệt là khi nói ra thì cái kiểu hơi thở của chúng ta được là thơm hơn, lôi cuốn hơn và tự tin hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, và hãy đến với Mỹ Phẩm Bách Cứng. Đây là dòng sản phẩm rất nhiều, em nghĩ là rất nhiều anh chị em nào đang ố vàng rất cần nha. Cam kết luôn, xài trong vòng 3 ngày răng trắng và đặc biệt là đều màu, cũng như là giảm đi những cái ố vàng ở răng rất là hiệu quả. Nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0355838057, và số điện thoại tiếp theo là 0773339279. Facebook của em là Facebook Trần Thị Alice, nhớ follow nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.